Ơi, chào mọi người. Hôm nay vừa về mấy cái kính hàng điện tử, cầm lên đây để ghi hình giới thiệu cho mọi người biết ha. Thì đây là cái kính đặt trong cái túi, nó giống như là cái đeo kính trong tay đó ha. Vậy đó, đặt trong cái túi. Thì cái kính hàng này nó có cái chức năng á là nó sẽ điều tiết ánh sáng. Ví dụ bình thường nè, bình thường cái tia, mọi người để ý nè, bình thường cái tia nè, tia này nó sáng nè, ta nhìn ra thấy ha. Bình thường ta nhìn là chúng ta sẽ thấy cái món hàng, nhưng mà khi chúng ta chấm hào quang nó sáng lên, chấm cái tia hào quang nó sáng lên thì mọi người thấy không, ở trên này có hai cái cảm biến nè, một cái cảm biến nè, hai cái cảm biến nè. Hai cảm biến này là hai cảm biến ánh sáng. Dù ánh sáng nó mạnh á, là nó sẽ điều tiết cho cái mặt kính này sẽ tối lại, nó sẽ bảo vệ con mắt ha. Cái mặt kính này nó sẽ tối lại nè, nó sẽ bảo vệ con mắt chúng ta, nó sẽ không có bị hư mắt đó, hoặc là bị mỏi mắt đó, đau mắt đó. À, rất là hay. Còn hai cái miếng này là nó dùng cái năng lượng để cho nó hoạt động như hai cảm biến này ha. Bên đây hai bên đây là năng lượng có hai cái cảm biến đó. Còn ở ở ngoài trong ngoài đây là nó có lớp mica nè. Cái lớp mica này nó có công dụng là nó để chắn những cái tia hàng, tia lửa đâu nó sạc lên đây là nó hư hư cái mặt kính điện tử chúng ta. Nghĩa là hai lớp. Trong đây là cái lớp kính điện tử chúng ta nhìn. Còn ở ngoài đây nó có một cái lớp, ngoài đây là lớp mica đi bảo vệ cái mặt này, nên mọi người cứ xài yên tâm, nó không có sao, không có sợ cái tia hồ quang nó văng vô mà làm hư cái lớp kính điện tử này của chúng ta. À, yên tâm về cái vấn đề đó. Thì cái kính này nó có cái dây đeo này, dây đeo. Ví dụ như chúng ta gãy cái này đi, hoặc nó bị chúng ta gãy đi, thì ta có cái móc này đeo đeo đầu được. À, là không có sợ đó, móc vô chúng ta đeo vô đầu được, chúng ta không cần phải cần này thay thay thế ông này. Hệ thiết kế dây đeo này cũng ok đó. Trong đây thì nó có lớp ni lông, cái lớp này bảo vệ cái kính điện tử nè ha, hai miếng cao su, hai dao lỗ mũi chúng ta đó cho nó êm. À, đó, rất là đẹp. Mọi người thấy rất là đẹp. Rồi bây giờ tôi sẽ test xem ha. Rồi bây giờ tôi test thử cái chính hàng điện tử nha. Rồi test thử ha. Rồi đó giờ mọi người thấy không, ở đằng hàng xuống là tia lửa nó tự động nó điều khiển tối lại. Và khi mọi hàng mọi người thấy cái bóng mờ mờ không, cái bóng mà nó phản phản là cái đó là do camera đặt không có sát, nó chiếu lên cái camera đó. Cái hình của camera nó chiếu vô cái kính nó phản xạ lại, mọi người thấy cái bóng á, còn người ta đeo vô mắt thì nó không có ha. Dù cái camera đặt cái camera này mọi người thấy nè, đặt đặt vô nè, khi mà đặt đặt vô như vậy á là cái bóng nè, mọi người thấy không, mọi người thấy cái bóng này không, cái bóng này nè, cái bóng này nè, này cái bóng này nè đó, cái bóng này là cái bóng này nè, cái bóng này của camera nó chiếu vô màn kính nè, nên khi chúng ta hàng thì chúng ta thấy cái bóng này nổi lên, nó là vậy đó. Còn khi chúng ta để khi mà chúng ta đeo vô mắt thì nó không có cái bóng đó ha. Nè mọi người để cái dấu này không nè, nó tôi che lại nè, tôi che lại nè, mọi người thấy không, thì cái dấu này là dấu camera ha. Đó, khi đưa mắt nó nhìn thì không thấy camera thì cái hàng này nó sẽ chiếu lại, nó có cái dấu đó nè, mọi người để ý nè. Đó, có cái dấu camera nổi lên thấy không?
Rồi. Rồi, quá tuyệt vời mọi người ha. Rồi, tiếp mọi người ha. Thì sau khi mà thử hàng thì mọi người thấy ha, nó rất là ok. Yeah, rất là ok. Thì đặc biệt cái kiến này nó đang có chương trình khuyến mãi. À, đang có chương trình khuyến mãi rất là tốt. Mọi người xem cái tiêu đề nội dung bên dưới ha. Mọi người mua hàng thì cứ comment nhắn tin cái địa chỉ, số điện thoại, tôi sẽ ship hàng. Và cái giá ưu đãi thì tôi sẽ để bên dưới. Trên video này tôi không để giá. À, mọi người kéo xuống và để giá bên dưới. À, sau khi hết chương trình ưu đãi này sẽ quay về cái giá cũ ha. Rất là đẹp. À, thì rất là tiện dụng cho các anh em thợ hàng, tránh trường hợp đau mắt này, hàng chuyên nghiệp và nghiệp dư chúng ta đều xài được. À, còn nếu muốn chuyên nghiệp nữa thì chơi nguyên cái mặt nạ hàng thì cái đó hơi bất tiện, chúng ta phải một tay mặt nạ nó hơi bất tiện xíu. Nói chung chơi này ok rồi. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video ha. Rồi, cảm ơn mọi người, xin chào.